Hello em. Hello thầy ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên Lương Tây Đạt, em sinh năm 2007 ạ. Sau em xin thể hiện bài hát Những Ánh Sao Đêm ạ. Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi, nhiều tổ ấm sông vui tình lứa đôi, lòng anh những thấy càng thương nhớ em. Dù xa nhau trọn ngày đêm, anh càng yêu em, càng hăng say, xây cho nhà cao mãi. Ơi, xinh đẹp tổ quốc của ta, anh lắng nghe bao lời ân ái, những bài tình ca. Ok. 16 tuổi nhá mà hát được như thế này. Thầy gửi một lời khen. Rõ ràng là có một cái ca nhạc cảm tốt. Mặc dù là hát nhạc thính phòng nhá, nhưng mà nó vẫn có một cái tình cảm và một cái sự mềm mại của nhạc nhẹ ở trong đấy nữa. Cái đấy là thầy cực kỳ đánh giá. Và ở trong cái hơi hướng giọng hát của em ấy thì anh nghĩ là nó hợp với kiểu ballad trữ tình đấy. Cái hơi thở của em là cái hơi thở tự nhiên đấy. Nó cũng có sự bám lại của hơi thở và có cái sự cảm nhận ấy. À, mà em hát ở cái cự ly như vậy mà cái âm thanh vào nó vẫn có cái độ cao như vậy thì nghĩa là em rất là có năng khiếu. Thì là cái phần cộng hưởng cái khuôn mặt của em trên các cái hốc xoang các thứ này kia là nó đang thuận lợi. Giọng của em nếu mà tập tốt thì anh đánh giá là có thể lên cao được hơn nữa và có thể giọng nam cao trữ tình. Anh rất là cảm tình với cái giọng hát này của em, mộc mạc và nó không có màu mè, nó cũng rất là mạnh mẽ trong đấy. Bây giờ chỉnh xong một tí nhá, em hát chay cái câu đầu tiên đi. Làn gió thơm hương đêm về quanh. Bây giờ mình có thể hát một cái cách nó thoải mái hơn một chút. Làn gió thơm hương đêm về quanh, khu nhà tôi mới cất xong chiều qua. Hát thoải mái hơn tí nào. Để mình có thể không luyến cái chữ làn không? Làn gió thơm, luyến chữ gió thôi. Làn gió thơm, nào. Làn gió thơm hương đêm về quanh, khu nhà tôi mới cất xong chiều qua. Chiều qua, đừng chiều qua, đừng luyến chữ quá. Chiều qua, nào. Chiều qua. Làm mềm ra. Chiều qua. Chiều qua. Rồi tiếp. Tôi đứng trên tầng gác thật cao. Hát đừng có bị đều quá như vậy nhá. Tôi đứng trên tầng gác thật cao, nhìn ra chân trời xa xa. Nào. Tôi đứng trên tầng gác thật cao, nhìn ra chân trời xa xa. Tiếp này. Nào. Từ bao mái nhà, dựng chữ nhà lên nhà. Từ bao mái nhà, 2, 3. Từ bao mái nhà, đèn hoa sáng ngời. Bỗng tôi ngắm bao gia đình, lửa ấm tình yêu. Nghe này, tôi ngắm bao gia đình, lửa ấm. Nào, đóng chữ ấm vào. Tôi ngắm bao gia đình, lửa ấm tình yêu. Một hơi này, legato là liền tiếng này, nhạc cổ điển nhá, nhạc thính phòng này. Tôi ngắm bao gia đình, lửa ấm tình yêu. Nào. Tôi ngắm bao gia đình, lửa ấm tình yêu. Rồi. Nghe em ơi. Nào. Anh còn nghe nghe này, nghe máu trong tim hòa niềm vui lâng lâng lời ca. Là nó hết một đoạn đúng không? Rồi bắt đầu nó phải chuyển sang một cái lời là người 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 đàn ông đang nói với người vợ của mình. Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi. Người ta đang nói là những cái người công nhân ấy, cái thời chiến ấy, họ phải đi xây nhà, đúng không? Phải đi lao động, họ phải đi xây dựng cho đất nước, đúng không nào? Thì đây là một cái giống kiểu là một cái bức thư của một người đàn ông. Ví dụ, nghe máu trong tim hòa niềm vui lâng lâng lời ca. Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi, nhiều tổ ấm sống vui tình lứa đôi,
lòng anh thấy thấy càng thương nhớ em. Dù xa nhau trọn ngày đêm, anh càng yêu em càng hăng say. Xây cho nhà cao 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 mãi. Ôi xinh đẹp tổ quốc của ta, hãy lắng nghe bao lời ân ái như bài tình ca. Đấy, em hiểu không? Nghĩa là khi mà mình hát nhạc cổ điển đi, hay là mình hát nhạc thính phòng đi, mình cho một tí nhạc nhẹ vào, nó sẽ mềm mại đúng không? Nào, bây giờ tập thử cái đoạn. Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi, nhiều tổ ấm sống vui tình lứa đôi. Lòng anh thấy thế càng thương nhớ em. Nào, hai vào. Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi. Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi. Khắp nơi. Hát nhẹ thôi chị chị nào. Khắp nơi. Em ơi. Em ơi chưa thể không được. Em ơi là một cái câu yêu thương. Ví dụ này khi em nói nè. Em ơi. Em ở nhà nhá. Anh đi ra đây anh làm một chút việc thôi. Đợi anh một tí. Đấy, ví dụ thế đúng không? Đấy. Em ơi. Không được. Không được làm người ta giật mình. Đây là một tiếng gọi. Thì cái tiếng gọi đấy nó phải là một tiếng gọi của một người đàn ông đầy yêu thương về vợ của mình. Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi, nhiều tổ ấm sống vui tình lứa đôi. Lòng anh thấy thấy càng thương nhớ em. Nào, 2, 3. Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi, nhiều tổ ấm sống. Không có đủ hơi, không được liền lại như vậy, nó phải có lấy hơi. Em ơi, bà đang còn đi xây nhiều nhà khắp nơi. Lơ, người ta đã đi đã, hiểu chưa? Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi, nhiều tổ ấm sống vui tình lứa đôi. Lòng anh những thấy càng thương nhớ em. Xây cho nhà cao cao mãi. Ý một tí cái chữ mãi nhá, là nó đang hơi bị căng và nó đang hơi bị ngửa. Xây cho nhà cao 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 mãi. Làm thanh ngửa. Úp cái âm thanh xuống một tí. Cảm giác cái âm thanh nhá, cái chiều âm thanh nó đi ra ngoài, nó phải có cái độ úp xuống một tí như này thì âm thanh nó mới đẹp được. Em có thấy cái âm thanh nó như là một cái ngọn sóng nó đi lên và nó úp xuống dưới không? Xây cho nhà cao 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 mãi. Xây cho nhà cao cao mãi. Về được cái mi nha, chuyển từ mãi m a i i nhá. M-A-I-I đấy, chuyển về chữ mãi. Xây cho nhà cao 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 mãi. Xây cho nhà cao cao mãi. Bắt đầu là cái rung của mình bắt đầu nó hơi bị bẹt rồi. Mãi, nó bắt đầu bị bẹt rồi đấy. Làm lại nào. Mãi. Ôi xinh đẹp tổ quốc của ta. Nào. Ôi xinh đẹp tổ quốc của ta. Ừ, hát xa cái mic ra một tí. Ôi xinh đẹp tổ quốc của ta. Anh lắng nghe bao lời ân ái những bài tình ca. Rồi, chúc mừng 2K7 nhá. Giọng rất là thuận lợi. Chúc em sẽ có một cái hành trình với thanh nhạc và hành trình để đi tìm kiến thức của mình một cách chuyên nghiệp. Và anh tin là em sẽ sớm có những cái thành công của mình nếu như mà em thực sự em đang quyết tâm. Bởi vì là 2K7 còn rất là trẻ mà giọng được như thế này thì rất là đáng mừng nhá. Vâng ạ, em cảm ơn ạ.
Ok,